Và bây giờ chúng ta cũng đến với hiệp đấu thứ 5. Hiệp đấu quyết định của trận bán kết thứ 2 giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Sơn Đông tại VTV Asian Bank Cup 2013 đang diễn ra tại nhà thi đấu thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Bây giờ đội đang có lợi thế là đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có lợi thế về mặt tâm lý. Đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi ở hai hiệp liên tiếp, hiệp thứ 3 và hiệp thứ 4. Ở hiệp đấu thứ 5 này, đội Sơn Đông phát bóng trước. Phạm Thiến chưa được. Bóng trong sân, điểm đầu tiên cho Sơn Đông, 1-0. Rất chính xác. Pha đánh nhanh của Ngọc Hoa ở vị trí số 3. 1-0. Số 11 Nguyễn Thị Xuân phát bóng. Chặn bóng thành công. Hoàn hồ Ngọc Hoa. Và đánh lao ngắn của các cầu thủ Sơn Đông đã bị đội tuyển Việt Nam vô hiệu hóa. Ngọc Hoa đã chọn thời điểm nhảy lên bắn chắn chính xác. Thật tuyệt vời. 2-1. Không khí trong nhà thi đấu thành phố Ninh Bình hôm nay thật sôi động. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 3-1. Rất hay. Ngọc Hoa đánh bóng trong sân tuyệt vời. 4-1 cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Sơn Đông đã phải xin tạm dừng hội ý. Rõ ràng là giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ 3 và hiệp đấu thứ 4 đã mang lại sương phấn tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng ta đang có được sự khởi đầu tốt hơn cho hiệp đấu thứ 5. Một khởi đầu không thể tốt hơn với đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu quyết định. Nhưng đây mới là thời điểm đầu. Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tập trung và phát huy. Rất nhiều các cổ động viên trong nhà thi đấu thành phố Ninh Bình đã di chuyển xuống sát sân để rông rắn cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Bốn một. Cao thủ Sơn Đông đã giành lại được quyền phát bóng. Phòng thủ tốt. Phạm Thiên chắn bóng thành công. Đó là pha chắn bóng của các cầu thủ Sơn Đông. Được chuyền hơi sát lưới và đương nhiên là cũng sát với tầm chắn của các cầu thủ Sơn Đông. Vì vậy mà Phạm Thiên đã không có một khoảng trống để có thể thực hiện pha đánh bóng qua được hàng chắn các cầu thủ Sơn Đông. 3-4. Phát
bóng ra ngoài. Số 12 Samueli phát bóng hỏng. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 5-3. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước nhưng cách biệt không xa. Vẫn phải hết sức thận trọng. Đỗ Thị Minh không qua được chắn. Cơ hội cái điểm của tuyển Việt Nam đã trôi qua. Bây giờ tuyển Sơn Đông đã bám sát điểm số 4-5. Cầu thủ Sơn Đông đang cố gắng chơi thật chậm để giảm sự hưng phấn bên phía đội tuyển Việt Nam. Năm đều rồi. Bây giờ thì hai đội là trở về vạch xuất phát khi mà có được điểm số cân bằng 5 đều. Trước đó đội tuyển Việt Nam đã dẫn 4-1, nhưng trong khi chúng ta mới chỉ lên được có 1 điểm thì các cầu thủ Sơn Đông đã có 4 điểm. Bước 1 không tốt. Lỗi vừa rồi thuộc về Kim Liên. Đại gia Kim Liên không nên di chuyển để đỡ bước 1 ở tình huống vừa rồi mà nên để cho Tạ Diệu Linh. Bây giờ thì lợi thế dẫn trước đã không còn. Chúng ta đang hưng phấn nhưng vẫn cần phải giữ được sự tỉnh táo. Các cầu thủ Sơn Đông đang cố gắng chơi thật chậm, chắc từng quả một. Không chỉ để giảm sự hưng phấn của tuyển Việt Nam mà còn giúp cho họ tập trung hơn ở mỗi một tình huống. Cần phải sớm ghi được điểm. Quan sát thấy ở vị trí số 6, vị trí tiếp sân của các cầu thủ Sơn Đông, không có ai phòng thủ. Đội tuyển mình đã thực hiện pha có bóng lỏng tay. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 6 đều. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 7-6. Người đã không vượt qua được cái chắn của Kim Huệ sau pha đá bóng là số 3 Yang Phang Su. Bóng không qua lưới. Pha đánh hỏng của số 14 Wang Feng Jiao. Bây giờ thay đổi sân. Đội tuyển Việt Nam dẫn 8-6. Đội tuyển Việt Nam đã có một chút lợi thế rồi nhưng chưa thể đỡ lên điều gì. Trước đó đội tuyển Việt Nam đã dẫn 4-1 nhưng cuối cùng vẫn để cho đối phương bắt kịp và thậm chí vượt lên dẫn trước. Nhưng bây giờ đội tuyển Việt Nam đang dẫn 8-6. Đây là thời điểm quyết định của trận bán kết. Kim Liên. Như vậy là Kim Liên đã bị đau sau pha bay người phòng thủ. Có lẽ là khi chống tay xuống đất thì Kim Liên đã bị trẹo tay.
Như vậy là Kim Liên đã được đưa sân nghỉ với một nỗ lực cứu bóng. Mười tám. Nỗ lực cứu bóng không thành công của các cầu thủ Sơn Đông. 97. Huấn luyện viên Phạm Văn Long đã ra sát ngoài sân, ra sát phía đường biên để chỉ đạo các cầu thủ của mình. Phòng thủ tốt. Phản công, Nguyễn Thị Xuân, điểm của Việt Nam 4-7. Thêm một điểm nữa rồi, cũng đồng nghĩa là chúng ta nhích dần hơn đến với chiến thắng. 17. Giờ lúc mà chúng ta cần phải chơi chắc chắn tất cả một. Đổi về điểm về cho Sơn Đông 80. Bóng trong sân. Ta sơ linh tưởng rằng bóng ra ngoài, nhưng rõ ràng là bóng rơi vào trong sân. 9-10. Các cầu thủ Sơn Đông lại nhích thêm một điểm nữa. Cách biệt giữa hai đội giờ chỉ còn đúng một điểm. Ghi điểm đi. Đúng rồi. Đúng rồi, là bóng rất tốt của Nguyễn Thị Xuân. Cần phải phát huy những tình huống như vậy. Bây giờ mỗi một cơ hội tổ chức tấn công là đội tuyển Việt Nam cần phải ghi điểm. 11-9. Cũng rất hay. Pha tấn công biên tầm cao rất hay của các cầu thủ Sơn Đông. Người kết thúc là số 12 Song Meili. Thời điểm cuối của hiệp đấu thứ 5 rất kịch tính. 10-11. Đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung để có được điểm trong tình huống này. Ngọc Hoa chuyển bóng hơi khó. 11-10. Sơn Đông đã bắt kịp điểm số. Một cơ hội ghi điểm đã trôi qua và chúng ta đã phải trả giá khi mà Sơn Đông bắt kịp điểm số. Đương nhiên là huấn luyện viên Phạm Văn Long phải xin tạm dừng ngụy ý. Trong trận đấu ở vòng tròn, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Sơn Đông ở hiệp đấu thứ 5 với tỷ số sát nút 15-13. Hy vọng là chiến thắng trước hiệp đấu thứ 5 ở vòng tròn sẽ lặp lại với tuyển Việt Nam. Điểm cho tuyển Việt Nam và cái điểm của Nguyễn Thị Xuân. Pha gạt bóng của Nguyễn Thị Xuân. 12-11.
Đây là lúc đang thử thách bản lĩnh của cả hai đội. Vẫn còn. Như Sơn Đông sẽ có cơ hội tấn công. Chưa được. Phản công. Có điểm rồi. 13-11. Tuyệt vời. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Xuân. Hai điểm mà Nguyễn Thị Xuân ghi được đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 13-11. Cố lên nào. Các cổ động viên đã đứng sau đội tuyển Việt Nam. Hai điểm nữa thôi. Số 3, câu chuyện này Hà Thị Hoa phát bóng, 13-11. Đây là cơ hội. Vẫn còn. Nguyễn Thị Xuân đập đi. Chưa được. Ngọc Hoa. Điểm 14-11. Chiến thắng nào rất gần rồi. Một điểm nữa thôi. Một điểm nữa thôi chúng ta sẽ vào chung kết. Mới 41. Chưa được. 12-14. Vẫn còn hai cơ hội nữa. Tất cả đều nâng hết cả dậy để chờ đội tuyển Việt Nam ghi được điểm quyết định trong tình huống này. Đó là điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải làm. Tập trung vào bước 1. 12-14. Bước 1 tốt. Hà Thị An. Không được. Không được rồi. Chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Hy vọng là trong tình huống này đội tuyển Việt Nam sẽ ghi điểm. Khán giả đã uống sang để chia vui với tuyển Việt Nam. Một trận thắng tuyệt vời. Không thể tin được là đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng trong một trận đấu kịch tính như vậy. Không thì gì có thể tha xét được vào lúc này khi mà tình cảm của cổ động viên tại đội tuyển Việt Nam. Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã có vé vào chung kết. Vừa qua em
Đây là một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam cùng với cả mọi người là đã lội ngược dòng để mang một cái chiến thắng thật là vĩ đại đối với cả cái giải từ trước đến giờ. Phải chia sẻ với các bạn là tôi đã được trải qua rất là nhiều trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Tôi còn nhớ là trận đấu chung kết năm 2006 tại Vĩnh Phúc, có lẽ Hoa vẫn còn nhớ trận đấu đó. Đội tuyển Việt Nam thua trong những tình huống ngắn ngút nhưng bây giờ thì chúng ta đã khác. Vậy thì theo Hoa, chiến thắng này bắt đầu từ đâu? Để mà nói thì cái trận đấu này thì trước tiên ấy, phải nói đến chiến thắng là do tất cả các khán giả cùng với cả các chị em đã gọi nỗ lực hết mình để mang lại một cái vinh quang cho Tổ quốc. Còn thật sự Hoa không biết nói gì hơn, tức là thật là may mắn đối với Hoa. Vâng, may mắn với Hoa, với Xuân, những người được tham gia vào một trận đấu, và với chúng tôi, những người đồng hành cùng các bạn qua VTV Asian Bay Cup 2013 thì cũng cảm thấy may mắn khi được chứng kiến trận đấu này. Tôi vẫn thấy những giọt mồ hôi, có lẽ là bạn đã dốc hết sức mình cho trận đấu này. Xuân này, bạn nghĩ như thế nào về không khí của khán đài ngày hôm nay? Phải chăng đó là một nguồn động viên tinh thần cho toàn đội để chúng ta có được một chiến thắng vang dội như thế này? Thưa chị, vào trước khi bước vào trận đấu, sau khi khởi động và nhìn lên khán đài thì bản thân bọn em có hai suy nghĩ chị. Thứ nhất là khán giả rất đông cổ vũ cho mình hết mình, nhưng đó cũng là một áp lực. Nhưng bù lại khi bọn em gặp khó khăn, khán giả những tràng vỗ tay, những lời động viên của khán giả động lực giúp chị em gắn kết hơn, đoàn kết hơn, và bọn em đã làm nên một chiến thắng. Có lẽ với em không biết nói gì hơn, em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả chị em, cảm ơn các anh các chị, và em rất hạnh phúc ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những lời cảm ơn, và lúc này thì có lẽ là các cầu thủ của chúng ta cũng đã rất mệt sau một trận đấu vắt kiệt sức để có thể mang về một chiến thắng, không chỉ là chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam để giành vé vào chung kết, mà đó còn là một chiến thắng dành tặng cho khán giả, những người đã luôn đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam. Cũng xin chúc Hoa và Xuân sẽ có sức mạnh để có thể bước vào trận chung kết với quyết tâm hết mình để có thể một lần nữa giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang tại VTV Asian Bank Cup 2013. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những cuộc trao đổi cùng với hai người hùng của trận đấu, giúp cho đội tuyển Việt Nam có được một chiến thắng hết sức có ý nghĩa tại VTV Asian Bank Cup 2013. Nó giúp cho giải đấu càng đến gần hơn với trái tim của người hâm mộ, và tin rằng là ngày mai thì chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành để cùng với đội tuyển Việt Nam làm thêm